Thợ da Lecat xin chào các bạn. Ngày nay, phong cách thời trang tối giản đang trở thành xu hướng và rất được ưa chuộng, đặc biệt là các chị em công sở, bởi sự nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiện đại và thanh lịch. Chai là một chiếc túi tinh tế, đơn giản chính là một gợi ý nhỏ mà Lecat muốn đem đến cho phong cách thời trang này. Trong video dưới đây, hãy cùng Lecat tìm hiểu sự thú vị đến từ chiếc túi chai này nhé! Chai là một chiếc túi dáng ngang, đơn giản nhưng luôn là sản phẩm được yêu thích nhất bởi sự mềm mại, dẻo dai và linh hoạt. Với thiết kế ngang đáy 25cm, sức chứa của chai sẽ không thua kém bất kỳ mẫu túi lớn nào. Sở hữu chai sẽ giúp bạn luôn yên tâm về đồ đạc cũng như tự tin hơn khi ra ngoài. Chai có quai bản rộng 3cm, êm vai, hiện đại và rất tươi trẻ. Mặc dù chai có quai dài để đeo chéo, nhưng Lecat mách bạn, chai sẽ đẹp và trẻ trung nhất khi bạn giảm chiều dài của quai để đeo lửng nó nhé. Lần trở lại này, chai có chút nhẹ nhàng, sâu lắng của một buổi chiều tà, một chút rực rỡ, nổi bật của buổi trưa cùng một chút xanh mát và tươi tắn của buổi sớm mai. Đây chính là tất cả khung bậc trong một ngày mà Lecat muốn mang đến trong bộ sưu tập chai lần này. Đen là gam màu mà bạn sẽ bắt gặp ở mọi mã sản phẩm tại Lecat bởi sự linh hoạt, tiện dụng và có thể chiều lòng tất cả mọi người. Xám, một tông màu trang nhã, nhẹ nhàng, luôn hấp dẫn những chị em yêu phong cách dịu dàng và nữ tính. Sở hữu một chiếc túi xám, bạn sẽ không cần phải quá cầu kỳ dùng thêm bất kỳ loại phụ kiện nào khác, bởi chỉ cần như vậy thôi là set đồ đã vô cùng bắt mắt rồi. Sale là một phiên bản màu sắc mang đến dấu ấn của thời gian, thật trầm, thật đậm, nhưng đủ lạ mắt để gây ấn tượng. Chai nâu bò tinh tế, gam màu cổ điển này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi phối đồ. Kiểu dáng gọn nhẹ cùng phần quai đeo chắc chắn, bạn hãy cứ yên tâm khi mang bên mình nhé. Nếu là một người yêu sự hoài niệm thì bạn đừng bỏ qua gam màu nâu đỏ này. Đặc điểm thú vị của dòng da này đó chính là càng dùng, vẻ đẹp của nâu đỏ sẽ càng trở nên đầm và sâu hơn. Đỏ bã trầu là sự kết hợp giữa nét sang trọng, quý phái của màu nâu pha lẫn với nét quyến rũ, ấm áp của màu đỏ, tạo ra gam màu vô cùng nồng ấm mà ngọt ngào, giúp bạn có vẻ ngoài nổi bật nhưng không quá chói lóa. Xinh xắn và nhỏ gọn, chai hồng magenta sẽ là một sản phẩm vô cùng tiện dụng, có thể đồng hành cùng bạn trong mọi dịp. Thiết kế tinh tế cùng sắc hồng điệu đà, cộng thêm mùi hương đặc trưng của những lớp da thật, chai hồng magenta chắc chắn sẽ khiến các chị em cực kỳ mê mẩn. Cuối cùng là xanh navy vừa sang trọng, thanh lịch, dễ phù hợp với mọi vóc dáng và màu da. Một điểm cộng nữa là sắc xanh này còn hòa hợp với hầu hết tất cả những cái màu sắc ở trong tủ quần áo của chị em nữa đó. Đa dạng màu sắc là điểm đặc trưng của Lecat, nhưng không phải vì thế mà Lecat không cân đo đong đếm những khâu chọn màu. Mỗi màu sẽ mang lại một câu chuyện riêng cho người sở hữu. Lecat mong rằng qua video này bạn sẽ tìm được một màu sắc cho riêng mình. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lecat để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lecat xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.